Mỗi lần từ Mỹ về Việt Nam chơi, Cường luôn luôn ghé thành phố Hội An và đây cũng là một trong những thành phố ở Việt Nam Cường rất là thích tới. Một cái cần thích nhất là món hến xào, cao lâu và bánh đập dập. Và khi các bạn tới thành phố này thì các bạn phải thử những món này. Và tất nhiên các bạn không thể bỏ qua sự cổ kính và đặc biệt ở thành phố này. Một khu phố đầy lịch sử, những ngôi nhà với kiến trúc cổ từ nhà Nguyễn tới bây giờ. Và hiện tại dân số của Hội An là 120.000 người và trong năm 2023 có khoảng 4 triệu người tới đây tham quan. Và khu phố này được UNESCO công nhận từ năm 1999 cho tới bây giờ. Và Hội An cách Đà Nẵng 28 cây số nếu các các bạn đi xe máy thì khoảng 48 phút và thật sự thì cũng không xa lắm các bạn nên đi xe máy dọc đường biển rất là mát và được cắm cảnh nữa và nếu các bạn muốn hỏi ở đây có thu phí không thì không các bạn nhé các bạn có thể vào miễn phí tuy nhiên có vài ngôi nhà cổ các bạn phải đóng tiền để vào tham quan và ở đây cũng có rất là nhiều thứ các bạn có thể làm như tham quan những ngôi đền cổ có kiến trúc hồi xưa tới giờ rất là đẹp các bạn và khi tới hội an thì các bạn sẽ mất hết một ngày để tham quan khu phố cổ này và đây là một cái bảo tàng khi vào đây thì các bạn sẽ thấy những cái lịch sử của thành phố này và trước khi vào đây thì tưởng bảo tàng này nhỏ lắm nhưng mà nó rất là rộng bên trong và nhà này thì có hai tăng và đây là sau vườn của cái nhà này. Và nếu các bạn chưa biết phố cổ Hội An là một thương cảng từ thế kỷ 15 cho tới thế kỷ 19. Và như các bạn cũng biết Việt Nam mình trải qua rất là nhiều chiến tranh và vì chiến tranh nó đã tàn phá rất là nhiều nơi di tích lịch sử của đất nước này như cung đình Huế và rất là nhiều nơi khác. Tuy nhiên Hội An có thể gọi là ngoại lệ, khu phố này được bảo tồn rất là tốt và khu phố cổ này không thiếu những nhà hàng quán ăn và những cửa hàng bán hàng rong. Cường rất là thích ăn những món ăn vỉa hè, bánh đậu xanh và bánh chuối ở đây cũng rất là ngon. Tuy nhiên đây là khu du lịch khi các bạn mua đồ thì các bạn phải hỏi giá cho kỹ càng và đây là quán của cường một phần thì cỡ hai chục ngàn cho tới ba chục ngàn khoảng một đô la thôi nếu tới ở an thì các bạn nhớ ghé ủng hộ và một điều rất là thú vị khi các bạn tới đây là các bạn phải ghé qua một quán cà phê có một cái sân thượng và khi các bạn lên đây vừa uống cà phê và vừa ngắm cảnh rất là tuyệt vời và từ trên cao này các bạn có thể ngắm hết cả thành phố ngắm những kiến trúc mái nhà truyền thống và nếu các bạn nhìn kỹ của những cái mái nhà này nó đã mọc cây rồi và giá cả của một ly nước ở đây thì khoảng 3 đô cho tới 5 đô la tùy nước các bạn uống và trong phố cổ này cũng có rất là nhiều nơi mua sắm và có rất là nhiều nơi may đồ vết luôn giá cả thì cũng rất là rẻ và đây là một mô hình của con thuyền được nhật bổn tặng cuối cùng thì chắc chắn các bạn phải ghé dọc bờ sông của khu phố cổ hội an và gần đây sẽ có một cây cầu rất là nổi tiếng của người nhật bổn được xây từ thế kỷ 17 tuy nhiên khi cường tới đây thì nó đang được tu sửa và như các bạn cũng thấy đây là bên trong của cây cầu và cường nhớ rằng rồi khi các bạn bước qua cây cầu này thì các bạn phải mua vé và phía sau cường là cây cầu bắc giữa con sông và bên kia sông là có những những resort và khách sạn các bạn có thể ở qua đêm và trên con sông này các bạn có thể thuê thuyền, thuyền đi dạo con sông vé thì khoảng 5 đô la và đặc biệt buổi tối con sông này rất là nhộn nhịp các bạn có thể mua đèn giấy và thả sông một đèn giấy thì khoảng năm mười ngàn khoảng năm chục sen và dọc con sông này có những quán ăn quán cà phê nhìn rất là đẹp vừa ngồi ăn ở đây và nhìn cảnh thì quá là tuyệt vời và thời điểm tốt nhất để tới thành phố này tham quan là từ tháng 1 cho tới tháng 4 thời tiết lúc này rất là mát và cũng ít khách du lịch nữa các bạn không cần phải bôn trang nhiều và một điều quan trọng là các bạn có thể thoải mái chụp hình không cần phải xếp hàng hoặc là chờ đợi và gần hội an thì có những nơi như cù lũ chàm đó là một hòn đảo các bạn có thể qua đó chơi khá là đẹp và các bạn có thể đi nguyên một ngày và đây là phía sau của chợ hội an chợ này dành cho những người dân lân cận ở đây có bạn nào đã trải nghiệm hội an chưa nhớ khai mình ở này dưới cho cường biết với nhé và đừng quên theo dõi kênh của cường để biết thêm về hành trình của cường nha. cảm ơn các bạn